Xin chào các bạn, hôm nay Rockson Group xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm. Đó là Baga Essenter 150 10 ly. Vì sao nó lại tên là 10 ly? Bởi vì các bạn có thể thấy được ngay ở đặc điểm đầu tiên trong năm đặc điểm chính mà hôm nay mình giới thiệu. Đó chính là cái khung viền này của nó được làm 10 ly, rất là dày dặn. Đây, các bạn có thể thấy rất là dày dặn. Và đặc điểm thứ hai mà chiếc Baga này sở hữu đó chính là hai móc treo đồ, để chúng ta tiện lợi khi mà đi chợ hay là đi mua đồ đâu đó chúng ta có thể móc vô. Vẫn là treo đồ nhưng mà không phải là treo nữa, mà chúng ta là mở thêm diện tích cho Baga để đồ. Còn không thì chúng ta có thể kẹp đồ vô ngay chỗ này đó. Các bạn có thể mở ra và kẹp vô. Đặc điểm thứ tư đó là chiếc kẹp lò xo này, để chúng ta có thể để được áo mưa hay là giấy tờ vô cái khe này nè. Và đặc điểm cuối cùng là đặc điểm mà tôi nghĩ ai cũng thích, đó chính là đặc điểm bắt ốc của chiếc Baga này. Nó chỉ có 3 lỗ bắt ốc, rất là đơn giản. Chúng ta có thể tự mua về và tự tay chúng ta lắp nó vào chiếc xe của mình.